sáng ngày 28 tháng 6 năm 2024, tại Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự sau tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiều Phật sự quan trọng. Chứng minh tham dự phiên họp có Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch, Hội đồng trị sự Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Hòa thượng Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Hòa Thượng Pháp Tông, Quỹ Dương Hội đồng Trị Sự, Phó Diện Trưởng Diện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. Tham gia hội nghị có Chư Tôn Đức Phó Diện Trưởng, Hòa Thượng Thích Minh Thành, Hòa Thượng Thích Phước Cẩn, Thượng Tọa Thích Nhật Từ, Thượng Tọa Thích Phước Đạt, Thượng Tọa Thích Giác Hoàng, cùng Chư Tôn Đức lãnh đạo các phân diện, trung tâm, các ban tuyệt thuộc và bộ phận văn phòng diện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại Lao Hòa Thượng Diện Trưởng, Hòa Thượng Thích Tâm Đức cho rằng trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc diện đã tập trung thực hiện công tác trước tác dịch thuật và chuẩn bị xuất bản nhiều ứng phẩm quan trọng, tạo tiền đề cho các hoạt động Phật sự của 6 tháng cuối năm. Báo cáo về kế hoạch tổ chức các hội thảo học thuật do viện chủ trì trong thời gian sắp tới, trình tòa thích nhật từ cho biết, trong tháng 10 năm 2024, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam sẽ tổ chức hai hội thảo quan trọng gồm một là hội thảo trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu, sứ mệnh và tầm nhìn vào ngày 19 tháng 10 năm 2024. Hai là hội thảo khám phá những liên kết lịch sử, tâm linh và văn hóa của Phật giáo giữa Ấn Độ và Việt Nam vào ngày 20 tháng 10 năm 2024 do Viện Chủ trì cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Cũng trong hai ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2024, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam sẽ trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập năm 1989 năm 2024 liên quan đến tiến độ phiên dịch tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam và Thượng Thích Minh Thành cho biết. Trong thời gian vừa qua, ban biên tập đã hoàn thành 18 tập của các bộ kinh, kinh trường bộ, kinh trung bộ, kinh tương ưng, kinh tăng chi, kinh tiểu bộ, tiến hành in xong bộ luật mã 10-11. Trong thời gian sắp tới sẽ tập hợp các bản lẻ trong hệ thống kinh bản duyên và tiến hành ứng bản, đồng thời sẽ tiến hành ứng hành bộ niết bàn. Cũng tại phiên họp, chưa đồng đức lãnh đạo các phân diện trung tâm các bàn trực thuộc đã báo cáo công tác phật sự đã triển khai đến chư tôn đức hội đồng quản trị viện nghiên cứu phật học việt nam liễu tri phát biểu tổng kết hội nghị và thượng tích giác toàn ghi nhận nỗ lực của các cơ quan trực thuộc và công tác trước tác dịch thuộc đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm để đảm bảo chất lượng các ứng phẩm trong thời gian sắp tới và thượng diện trưởng gợi ý thành lập hội đồng khoa học thực hiện chức năng đà soát nội dung các bản dịch trước khi ấn hành trong năm kỷ niệm 35 năm thành lập viện và thượng tin tưởng các phật sự quan trọng sẽ được triển khai nhất quán tạo nên dấu ấn mới trong hoạt động của viện sau hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển